Cầu thủ Văn Quyết bị phạt 40 triệu, treo giò 8 trận vì thúc tay với trợ lý trọng tài. Văn Quyết vừa qua đã có thái độ gây tranh cãi với trọng tài, hậu quả 5 cầu thủ bị ban kỷ luật ra quyết định phạt treo giò 8 trận đấu và số tiền 40 triệu đồng sau hành vi tấn công trọng tài trên sân bóng. Vụ việc liên quan đến cầu thủ Văn Quyết có hành động bạo lực với trọng tài trong một trận đấu gần đây khiến dư luận xôn xao. Theo đó, trong lượt trận vòng 7 V-League 2023, khi Hà Nội FC đụng độ đội bóng đến từ Bình Định để thua 3-1, Văn Quyết đã có thái độ gây tranh cãi với trọng tài. Năm cầu thủ tiến đến khu vực giữa sân để can ngăn đàn em Quang Văn Chuẩn và Bùi Hoàng Việt Anh phản ứng trọng tài, nhưng Văn Quyết lại xô xát với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Cụ thể, theo lời kể của người chứng kiến, chủ nhân quả bóng vàng 2022 đã thúc tay vào ngực của trợ lý trọng tài. Sau khi nhìn thấy hành động bạo lực của Văn Quyết, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã rút thẻ đỏ phạt trực tiếp năm cầu thủ, riêng trợ lý trọng tài bị tức ngực, phải nhờ đến bác sĩ của câu lạc bộ Bình Định giúp đỡ. Nhận được báo cáo vụ việc, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xem xét và ra quyết định xử phạt cầu thủ Văn Quyết vì có hành vi mạnh bạo, phản cảm trong thể thao. Theo đó, cầu thủ đeo băng đội trưởng của Hà Nội FC sẽ bị cấm thi đấu trong 8 trận tới và nộp phạt số tiền 40 triệu đồng. Quyết định trên được đưa ra dựa trên việc Văn Quyết có những hành động thiếu kiềm chế, được cho là xô xát và thúc cùi chỏ vào ngực trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành sau khi trận đấu khép lại. Ngay sau đó, Văn Quyết đã lên tiếng công khai nhận lỗi và xin lỗi trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Người trợ lý trọng tài này cũng đồng ý tha lỗi cho Văn Quyết. Được biết, Văn Quyết không chỉ là trụ cột của Hà Nội FC mà còn là cầu thủ nổi bật trong đội tuyển quốc gia. Năm 2022, Văn Quyết gây ấn tượng mạnh trong màu áo câu lạc bộ, góp phần đưa Hà Nội FC lên đỉnh cao chiến thắng. Ngoài ra, Văn Quyết cũng là chủ nhân quả bóng vàng 2022. Tuy nhiên, chiến thắng này của anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, nhất là khi đối thủ cạnh tranh của Văn Quyết là Tiến Linh, một cây ghi bàn nổi bật ở đội tuyển quốc gia nhưng lại khá vô duyên với những giải đấu quốc nội. Sau trận đấu, thông thường hết trận thì các cầu thủ sẽ bắt tay tổ trọng tài và Văn Quyết có thái độ phản ứng và được báo cáo có hành vi vung tay với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Đáng nói, ông Thành phải được hỗ trợ nước để có thể tỉnh táo, tất cả để thấy ban kỷ luật VFF đã xem xét rất kỹ để ra án phạt nguội với quả bóng vàng Việt Nam 2022. Không có Văn Quyết là tổn thất lớn cho Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Tiền đạo số 10 đã có 6 bàn thắng sau 7 trận cho Hà Nội FC. Trên thế giới, quả thật hiếm có tiền đạo nào giống Văn Quyết bởi số lần bị phạt nguội rất nhiều. Chỉ tính riêng 5 lần gần nhất, Văn Quyết bị cấm tổng cộng 19 trận. Đây là kỷ lục đối với một cầu thủ đá vị trí tiền đạo của bóng đá Việt Nam. Năm 2016, Văn Quyết từng bị cấm 5 trận vì xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh. Năm 2017, Văn Quyết đánh chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú bị phạt nguội 2 trận. Năm 2019, Văn Quyết đạp Đình Đồng bị cấm 2 trận. Năm 2021, Văn Quyết phi vào người cầu thủ Đà Nẵng bị cấm 2 trận. Năm nay, Văn Quyết bị cấm 8 trận do có hành vi bạo lực với quan chức trận đấu. Chỉ gói gọn trong năm án phạt gần nhất, Văn Quyết có đến 19 trận bị cấm. Đó là nghịch lý lớn khi quả bóng vàng năm 2022 đá tiền đạo. Vị trí thường bị đối thủ phạm lỗi. Lý giải về các án phạt của Văn Quyết, không phải phạm lỗi mà thường xuyên có các hành vi phi thể thao. Điển hình 13 trên 19 trận đến từ 2 lần liên quan đến việc tấn công trọng tài. Theo Điều 39 quy định kỷ luật về hành vi xâm phạm thân thể, ai vi phạm bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ từ 5 đến 8 trận đấu. Văn Quyết chính là trường hợp hiếm hoi có 2 lần bị phạt ở quy định kể trên.